Ok, ra xong nhau đến với phần reaction mic check ở trong buổi tối ngày hôm nay à, Một mic check khá ngắn thôi, chỉ có 7 phút, uh, 57 giây, gần 8 phút thôi Và chúng ta sẽ cùng nhau reaction số mic check này Có khá nhiều thông tin đấy các bạn, có khá nhiều thông tin đấy Nào, chơi nhá anh nhìn máu trụ đi, đánh nhà của đấy quý. Nhà, 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 nhà ừ. qua một chưa? Đồ. Đồ. Đấy là câu đầu tiên, đấy là câu đầu tiên Chúng ta bỏ qua câu đấy tí nữa chúng ta sẽ phân tích ở trong trận đấu thôi cái thằng tole à. à? à? ừ. này cái lol đấy con bổ xanh rồi nó về em một xuống một tê. Có tê bà dưới này bà dưới này có tê luôn nào có tê này. Này này này. U bị mẹ thề tôi vẫn xem lại quả này vẫn thấy thích. Anh em nên xem quả này anh em nhé. Xem vẫn thấy thích. Quả tê xuống một tê. Bởi vì là thật sự là trong mấy cái quả đầu tiên V gaming phối hợp với nhau quá tốt, không chỉ có hai quả này đâu phải có khoảng ba bốn quả là ba Baron bị hất lên rồi, chẳng qua là hai quả chết thôi. À có tê ba dưới này bà dưới này có tê luôn nào có tê này. Này này này. Xin nhắc lại là những cái lúc trong bụi như thế này thì anh em hãy dùng long trời lở đất ngược như thế này nó rất hiệu quả nếu anh em đứng trong bụi và long trời lở đất ra hãy dùng long trời lở đất ngược còn nếu như anh em đứng ở ngoài hãy dùng long trời lở đất đổi hướng và marit cũng hiệu quả quả này cả marit và han đều hay nè, đứng lộ dưới nhá tốc biến lên nó đẩy về quá ok hay. Rồi, đi Từng lấy má, lấy nó được ép được tu lên thôi e còn cầu dã man nè mẹ đây này thì bạn hoàng nó chỉ nói đúng một câu để đập nó anh em thật sự anh em lao vào đập thật sự đúng là đập luôn anh em đánh đập đúng gọi là đập đấy rồi đập lên, đập lên. Nà, mà chỉ đúng câu đập nó mà nó đập đập chuẩn thật tôi lên đây rồi tôi lên đây rồi ui rồi đấy sợ đấy mẹ nó đánh như thế thì còn gì là người nữa à, anh em nào có ba anh em mà hay chơi với nhau ấy ở trong này có thứ nào mà bạn bè mà hay chơi với nhau ấy kiểu có hai đứa chơi cùng với mình hay chơi với nhau ấy thân thân với nhau ấy mà cặp này mà mà đánh này các bạn có thể sử dụng con uh, con uh, lumbo thay bằng con thên thì nó sẽ là ba con đam rất là khỏe nhưng nếu như mà các bạn mà sử dụng con lumbo thì khả năng phối hợp thành công cao hơn các bạn nên nhớ rằng nếu như mà các bạn đánh mà kiểu các bạn muốn bắt nạt thực sự mà các bạn muốn là kiểu như kiểu là team đánh là nó hay trúng ấy kiểu mình đánh ranh trình độ đã không cao bằng tuyển thủ rồi mình hãy lấy cặp này này xg elsu và lumbo thì cái tỷ lệ trúng chiêu nó sẽ cao hơn các bạn nhé ok hay rồi lùi đi Đừng lấy lấy máu má nó được ép được à. lên thôn này còn cầu cái cặp này tỷ lệ trúng à, chiêu ờ, sẽ cao hơn con thên. Tôi lên đây rồi, tôi lên đây rồi. Ui. Còn yếu kìa. Ui. Đấy sợ cốt đấy. Con tờ. Này, tay. Đánh người được đánh, đánh người, đánh người đánh ra đánh người lên. Ê có tao, có tao. Đấm Thên trước này. Được đấy, đánh được đấy các bạn ơi. Đánh cần đánh đánh trước, lùi, đánh cần trước. Đánh lùi, đánh lùi, đánh lùi, đánh lùi. Hay hay lên anh em ơi, tràn lên anh em ơi. Ui. Cây chỉ cần vậy nghe mẹ hiệu lệnh của đội trưởng Bách tràn lên anh em ơi, phát tràn vãi lì luôn. Đánh cần trước anh em chú ý cây này hay hay là lên anh em ơi chặt lên anh em này đúng một câu chàn lên anh em ơi mẹ mày còn đúng vạch máu tóc của mẹ biến lên đẩy về luôn máu vãi trưởng cây đúng là mẹ em của đội trưởng vách yếu hết rồi á nó không ăn được cái này này rồi đó hiểu hết rồi nó không ăn được kim công em đấy sẽ đằng sau rồi bảo bọc rồi này hiểu rồi hiểu rồi mẹ đánh cái sút về cái sút Madrid cũng có cái câu yếu hết rồi, yếu hết rồi, yếu hết rồi, cứ nói đi nói lại hoài. Ấy. Câu chỉ cúp, đã chỉ cúp chứ. Có lên này, lên này, lên này. Từ từ anh ơi không đánh được đâu. <laughs> cái câu này của thằng, cái câu này của thằng Barin đấy. Nghe bất lực nhỉ. Nhưng đánh mà đi, cốp, cốp, cốp chỉ... Cái cái câu này. Có lên này, lên này, lên này. Từ từ anh ơi. Cái câu từ từ anh ơi không đánh được đâu này của thằng Barin đấy. Nó vừa cho thấy sự hơi bất lực nhưng mà nó vừa cho thấy là thằng Barin. Thằng này là thằng nhìn thế trận tốt đấy nha các bạn nhá. Không, thật sự thằng Barin này nhìn thấy trận tốt đấy cả cái pha mà nó đánh nhà ở cái trong cái quả mà nó không nghe lời bách nó đánh nhà ấy thằng này là thằng nhìn thấy trận tốt đấy thật đấy thằng này thằng này thằng này nhìn thấy trận tốt đấy tôi thấy thằng này thằng này có chính kiến nhìn được thế trận cho nên thằng này là một thằng có tương lai đấy đánh tay đã chắc rồi mà nhìn được thế trận tốt là tốt nhiều thứ để nhiều thứ để nói đến cái thằng Barin Fake kia các bạn nào mà vào trang fl barin Fake kia các bạn ban à, các bạn report nó luôn đi hộ tôi vào nhá cái thằng fl barin kia là fake đấy Tôi không đánh được đâu. Cover chiến. Từ 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 bình tĩnh thôi. Cái thủ ơi, cái thủ, ơi, cái thủ, ơi, cái thủ cái anh em cứ cái chiều, chiều kìa. Cái gì yếu ơi, cái gì yếu ơi. Nó nói câu rất là chuẩn, nhưng nó cũng không nói gì sai Thế cả. Thì phải nói từ đầu. Cái gì? Khó lắm anh ơi. Khó lắm anh ơi. Thế thì phải nói từ đầu. Cứ anh bọc đến nơi xong anh em bỏ bỏ. À, ờ. Khó lắm anh ơi, thế thì phải nói từ đầu Anh bọc đến nơi rồi, anh em bảo bỏ thì làm sao mà chơi Quả vừa rồi là ADC là như này, là vòng từ đây qua Đấy, đi đến đây thì anh em bỏ bỏ, thì ADC về đây Về đây thì thấy không an toàn, thế là mới lướt về ADC không về được Nhưng mà quả này, quả này ADC kêu côn yếu hết là nghe nó hơi sai tí Qua khó chịu tí không? Nó yếu rồi kìa Nó yếu rồi kìa Đặt cái gì trước, có đi trước anh em ơi đánh lộn giải rồi, rồi. rồi. Ok rồi. ok. Nó vẫn đang ăn đấy. Nó vẫn đang ăn đấy, yếu hết, nó yếu hết rồi. À... Thật sự là chiến thì mẹ húng, chiến là thuộc hệ húng nên là chiến côn láo quá. Chiến côn của này láo quá, nhìn tương quan lực lượng không thấy có một tí đánh nhau nào được thật sự luôn thề. Nhìn mẹ mà... nhìn thề thật sự nói với các bạn đúng quả này cửa cửa ra là tịt. Đến đây rồi thì cửa ra là tịt các bạn ạ Mà thì đéo là chiến vẫn có thể côn Bởi vì các bạn nhìn xem Người duy nhất đứng ở trong hang xe ra là con Tachi Một con mà mẹ Các bạn có thể thấy rằng là khả năng ăn xe của nó là tốt như thế nào Con xe ra Con Tachi là một trong những con ăn xe ra không mất máu Hoàng thì nó bắn Nó có kiếm Furnier Nó hồi máu được Nó bắn từ nãy giờ nó hồi được máu rồi Có mỗi Madrid là hơi thấp máu một xíu Nhưng lại có hôn chương choi rồi Quả này đúng cửa tịt Cửa tịt Barin thì vừa đi dép lính xong Đây này anh em phải nhìn từ đây này Lúc này Flash vẫn đang gọi nhau là ra áp lực nó đi này Thề hey. Đây này cho trước Đây này lúc này Flash Phải nói từ đầu anh bọc đến nơi anh bỏ bỏ Qua khó chịu tí Này lúc này Flash vẫn còn bảo là qua khó chịu nó tí được không Tôi nói thật nhá Dạo gần đây Bách côn sai rất nhiều Nhiều hơn so với ngày xưa So với ngày xưa thì dạo gần đây Bách côn đã có cái độ chuẩn xác không cao vào ngày xưa Lý do là bởi vì hiện tại Bách đang là người côn chính của team và côn rất nhiều Thế nên là khi mà côn nhiều như thế sẽ có quả đúng, có quả trượt Nhưng mà nha, nếu như mà, nếu như mà Nếu như mà Ok, quay trở lại nha Tôi có cảm giác là dạo gần đây hình như là Bách đang hơi bị Kiểu như kiểu là khi mà các bạn farm nhiều, uh, các bạn các bạn côn nhiều quá thì có những cái tình huống mà các bạn nhìn được, có những cái tình, tình huống mà các bạn không nhìn được ấy. Bởi vì là ngày xưa ấy thằng Bách nó côn tự nhiên hơn là những cái quả nào mà nó nhìn thấy. Ví dụ như là bây giờ như này các bạn nhìn thấy hiệu quả thì các bạn mới côn. Còn bây giờ là có các bạn có nhìn thấy thế trận hay không nhìn thấy thế trận các bạn cũng phải côn. Nên là đang bị côn sai khá nhiều nhá các bạn nhá. Tôi uh, không có cái thanh hoa ở đây nó ban hộ tôi cái nhỉ. Nên là đang bị ban uh, nên là đang bị ở uh. bây giờ thì uh, tí nữa ta ban chúng mày sau nhá. Hết uh, kết thúc buổi này thì ta ban chúng mày sau nhá. Mà tại sao chúng mày có cái cách là chúng mày quít khỏi livestream tao dễ thế mà chúng mày không làm? Ok Thế nên là tí nữa kết thúc kết thúc cái mấy make check thì ban sau nhau Tức là hình dung là bây giờ như này Ngày xưa ấy thì bách sẽ côn khi nào mà bách thấy đúng Ví dụ như là bách thấy được hết cái tình huống rồi bách sẽ côn Nhưng bây giờ ấy là thấy hay không thấy cũng phải côn Đấy. và vì là thấy hay không thấy cũng phải côn nên nó bắt đầu xuất hiện ra rất nhiều những cái tình huống côn sai Đây các bạn có thể thấy tình huống này Cái tình huống này bảo qua khó chịu nó tí được không ấy Là một tình huống côn có thể coi là sai bởi vì lúc này Bách không nhìn được toàn thể thế trận Có thể thấy được luôn Bách không nhìn được toàn thể Barin đang farm dở tân lính Rõ ràng Barin không thể bỏ dở được Mà trong khi đó bây giờ Bách côn ra Barin cũng không nói câu gì Đấy, ADC lại bồi vào thêm nữa Hai ông già bồi với nhau vào Một ông hỏi có áp được được không Ông kia mẹ kiểu củng cố tinh thần thằng đồng đội vãi trưởng ra Thế là hai ông lại lại củng cố tinh thần của nhau vào trong khi đó rõ ràng quả này nếu như bách nó có một góc nhìn rộng hơn nếu như bách nó có một góc nhìn rộng hơn thì chắc chắn quả này bách nó sẽ không vào Đấy, và sau đó khi mà vào ấy các bạn có thể nhìn thấy là thật ra ấy là nếu như quả này nghía nghía thôi và sau khi mà kiểu cấu máu được rồi hoặc là khi mà bắt đầu kiểu hạ gục được manit rồi chẳng hạn mới vào thì không sao đặt cái lòng trước lòng trước này nhưng quả này này rồi ơi, có giải thôi, rồi. Rồi. đến đây đến đây thì tôi hơi đáng tiếc là bởi vì mic check này không có mic check của team flash nếu có mic check của team phát thì chúng ta sẽ đưa ra được nhiều nhận định hơn Nhưng mà cái lúc này ấy Đến đây nhẽ ra lúc này ấy Là chúng ta phải côn nhau là lùi con mẹ rồi Đánh thế đéo được nữa Thằng Barin chưa ra cây gần chết Chiến trên bảng Đặt còi không không tanh được hết đam Đặt còi cũng không tanh được đam Đặt còi Yena nửa tanh nửa đam thôi Giờ cây không còn máu Xuân Bách không ra được Madrid có huân chương choi Barin còn chưa ra đến nơi Mọi thứ đã tan bánh này Lúc này nhẽ ra phải côn về Lúc này nhẽ ra phải côn về Ok ok Tôi vẫn đang ăn đấy Này mà được ông chiến thật sự ông này Ông, này, ông chiến đâu cái mạo Ông thật đồng chiến Ông thật đồng chiến quả này vẫn <laughs> Chiến Thật ra chiến không phải là một người côn tổng quát tốt bằng so với lại cả côn những pha nhỏ lẻ Kiến chiến là côn những pha mà kiểu outplay này những cái pha đánh nhau theo cái kiểu gọi là lừa 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 lọc nhau ấy thì chiến côn tốt chứ quả này chiến côn mẹ sai vãi chiến phải nhìn là tim nó có ta chi ăn sẽ ra chứ trời ơi ta chi tanh sẽ ra ghê vãi lìn ra cứ mà mày nó vẫn đang ăn đấy yếu hết nó yếu hết rồi tim mình thì yếu vãi lìn ra Barin thì không đủ máu đặt còi không đủ máu cây thì gần oảng mẹ trong khi mà ông chiến ông... ông chiến phá game thực sự nó yếu hết rồi mạnh dạn lên mạnh dạn lên tôi <laughs> thảo nào nãy tôi cứ ngồi cười. cười mạnh dạn lên mạnh dạn lên vào đi mạnh dạn lên đừng để tao cờ liên lính đừng à không tôi vẫn đang ăn đấy yếu hết rồi yếu hết rồi này. mạnh dạn lên mạnh dạn Cái, lên vào đi vào mạnh dạn lên mạnh dạn đừng đừng để tao liên lính tao lấy đừng đừng này là bảo đặt coi đừng là bảo đạt coi để tao clear lính tao lấy nội tại còn mạnh dạn lên là chiến bảo bách nghe <laughs> bách nghe chiến thằng bách nghe chiến côn mạnh dạn lên cũng đéo cần xem thằng cây sống chết ra nào bách thằng bách nó không thằng bách nó cũng không nhìn được bách nó đang lấy nội tại ở đường giữa anh em hiểu không nên là thằng bách nó cũng không kịp xem xem một cây đang sống chết ra nào rồi nghe thấy chiến kêu mạnh dạn <laughs> cũng thằng hai thằng anh già đúng thì hai ông già đúng thì xui dại đúng hay mà xui trẻ con ăn cứt gà mẹ à. thôi. Đi đi bó, đi đi bó. thôi 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 là à? tàn mẹ đã rồi thôi nguyên một cái pha giao tranh đéo thấy một lúc nào là flash đánh được luôn thề đây nha các bạn cho các bạn xem đầy đủ và cụ thể cái pha này nhá để các bạn thấy nguyên cái pha này không có một lúc nào flash đánh được luôn này. Từ từ anh ơi, không đánh được đâu cover chiến từ 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 bình tĩnh thôi thủ ơi thủ anh em cái chiều kìa thằng Barin thì kì chưa đầy rồi, máu anh, anh ý em ý. Barin nó chỉ có tầm hai phần ba máu thôi lúc sau là tầm khoảng ba phần tư máu thôi nguyên một pha giao tranh nó từ đầu anh bọc đến nơi xong anh em bỏ bỏ sao anh qua có chịu tí không nó yếu rồi kìa đặt cho cái gì đánh lộn trước cái gì đánh lộn trước em ơi có gì đánh lộn nè chị ơi có giải rồi ok ok vẫn đang ăn đấy yếu hết rồi yếu hết rồi

Chơi góc góc chưa được. Em câu hết rồi. Thằng bớt cũng côn hay nhưng mà thằng bớt cũng chỉ như bách ngày xưa thôi. Thật, bớt cũng chỉ như bách ngày xưa thôi, nhưng mà do là bách ngày xưa nó côn ít giống như bớt bây giờ nó cũng côn ít thôi, nó cũng côn những cái tình huống mà nó cảm thấy đúng thôi. Bây giờ bách là kiểu như kiểu ông đấy, có thấy đúng hay ông, ông thấy ông sai ông cũng ông phải côn lên đấy. Nên là ông mà thế ông, dạy ông dạy đéo dạy nhìn đây được đây thế trận đấy anh em hiểu không? Đây đây đây. Đéo ai thì mẹ vừa đánh vừa côn hết được cả trận. Cho nên bây giờ kỹ năng tay của bách cũng bị bị sa sút nhiều vì đồng cái đồng tội đồng là xem nhiều vì đây. cái tội là xem map đồng đội cho đồng đội nhiều côn côn nhiều thật sự là loạn quá adc kết luận adc kết luận vào một câu cuối cùng adc kết luận vào một câu cuối cùng loạn adc nó côn tầm bậy adc kết luận vào cái câu tóc biến bắn em <laughs> tóc biến Tốc biến ăn viên đạn của thầy <laughs> tóc biến ăn viên đạn của thầy quả đấy chúng ta nói là sự bất lực đến cùng cực của Barin trong cả hai quả giao tranh xe ra đều không thấy quả nào ăn được ok đây là trận uh, John của Barin đúng không đây là trận John của Barin Okay, bằng xương yếu kìa. Lối đây, lối đây. Lo lắm đấy. Ủa. Ok, nó lăn kìa. Ta tiếp. Rồi, cho con vào hắn nào. Ê đấm được. Tốc biến nó đuổi sao á? Rồi rồi rồi, giòn bắn đầu lắm. Cô ơi, cô bao nhóc kìa. Không vào được á. Đá bóng ra, đá bóng ra, đá bóng ra thằng zon tách thằng tách thằng zip rồi chơi 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 ô oh, bị sớm nhá thằng John tách thằng zip rồi nó bị sớm mất khoảng một giây bóng nè bóng nè bóng nè thằng zon tách thằng tách thằng zip rồi à không 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 sớm đâu thằng bớt nó đang ở cạnh thằng zip đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi không không sớm không sớm đâu ui quả này bớt mà có chiêu cuối nhảy một phát qua đây nhỉ thì đẹp vãi cứt chơi quả đấy mà bớt có chiêu cuối nhảy phát qua đây xong rồi kéo một cái xích từ đây sang đây thì đúng là thôi thì do nơi là jon Tiếp tục nào Không bị nhanh M. 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 không bị nhanh. Anh, ao ấy, anh hỏi, đen, đen, rồi, nhanh. Bắn được à? <x2> AD 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 mất tốc, AD mất tốc, hoàng mất. Giết AD nó này, giết AD nó này các bạn ạ. Câu này chính xác là như vậy, nó chỉ là từ giết thôi. Phăng ý đồ, côn chuẩn nhất bên V mình không? han côn rất là bình dị. Han không phải là người côn chính của V Minh đâu VGaming không có côn chính Mọi người đều chịu khó côn như nhau Và Han thì thực ra Han chỉ côn những cái quả mà trong tầm kiểm soát của Han ấy. Han không hề côn tiếm quyền của người khác tôi khẳng định luôn còn bách thì không phải là tiếm quyền nhá nói như này không phải là nói là bách tiếm quyền của người khác mà là cái việc cái nhiệm vụ của thằng bách nó đang là nhiều quá bởi vì là Flash trong ba trong ba trong 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 ba mùa giải gần đây thì thay đổi đội hình à trong hai mùa giải đội hình trong hai mùa hai hai mùa giải gần đây, flat thay đổi ba đội hình. Thế nên là đâm ra toàn những cái ông kiểu chưa đánh giải bao giờ rồi là kiểu lâu không đánh giải ấy, thế đâm ra buộc phải cốt nhiều là vì vậy. Tao hồi máu, hồi máu. hồi máu, máu. chơi, Để đi, đi xem lại quả là burst. Đi vậy thể quả này bớt lao vào đúng vô duyên thật. Quả này nói thật nhá, quả này là bớt lao vào hơi vô duyên quả này tim chạy được, quả này tim vẫn chạy được, quả này tim vẫn chạy được, chỉ cần bớt không lao vào thôi. Quả này nếu như bớt không lao vào thì quan trọng là bách có ra chiêu chuẩn hay không. Nếu như bách Ê, bách ra chiêu trả chúng ai cả, thì nếu như quả này mà thằng bớt không lao vào ấy, thì VKB chỉ cần lùi về để cho thằng bớt lấy sai ở trong cái hang xe ra ở chỗ này thôi là ok từ từ thôi từ từ thôi Không loạn nha không loạn nha từ từ đừng có vội nó chưa có ăn đâu nó chạm thôi phải đấy mình mình không cần bùm hai mình cứ giữ xe ra lại mình ăn mình không cần bùm hai là mình cần làm cái gì thật ra tôi hiểu ý hải nhưng mà tôi chưa hiểu cái câu mình không cần bùm hai nghĩa là như nào còn cái ý của hải thì đây này cái đoạn này này cái đoạn này cái đoạn này cái đoạn này nếu như mà trong trường hợp mà bên phía của V mình không tràn lên mà chỉ đánh vào xe ra thôi thì có thể đánh được thì có thể đánh được tuy nhiên thì thế đánh không 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 đẹp đâu thế đánh của bên phía vkb không đẹp không bởi vì john trận này có zip nên là trận này nếu mà ăn ra lúc này có john nó bắn thì cũng hơi nguy hiểm không quả này nếu như mà bớt không vào luôn quả này nhá nếu như mà quả này bớt không vào luôn nhá thì kệ cho lily về bốn đánh năm nếu như mà muốn vẫn muốn vào sang ra bùm hai là choáng hai rồi À tức là tức là tức là muốn tích cái nội tại của con Lily đúng không? Thằng Madrid nó muốn lên tích nội tại con Lily để nó để nó làm TikToker đúng không? Câu à, ừ, hiểu, hiểu, hiểu 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 từ đừng nói nó, nó chưa có ăn đâu, nó chạm thôi. Đâu? phải đấy mình mình không cần bủm hai mình cứ giữ xe ra lại mình ăn. Ờ tức là quả đấy ý của Quang Hải là không cần phải tích stack nội tại của con Lily đâu. Ờ ok ok ok. win rồi. Ok 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 hiểu hiểu hiểu. Đấy hôm cho anh em ơi, Sẽ hiểu dễ hiểu. Cảm ơn anh em nhá. Rồi oh, được rồi được rồi từ từ nhá, cho Vaka hết ngựa đi, ơi, cứ bắn bình tĩnh thôi. Lily chuyên ăn xe Ui, cái này cũng hay này. Mẹ. cái gì thế bắn hút được kìa. Thề thôi tôi quả này tôi không cần phải bình luận cái gì các bạn nhá các bạn cứ nhìn con john bắn là các bạn hiểu thế ra lại mình ăn là win rồi đúng rồi cái quả này thì các bạn chỉ cần nhìn con john sấy là các bạn hiểu rồi không cần phải nói câu gì cả đấy, này, này, mỗi đấy, thằng đếm làm đếm phát đếm đếm mỗi đếm thằng làm phát rồi được rồi được rồi từ từ nhá cho vào các hết ngựa đi cứ bắn bình tĩnh thôi quả này không có gì để nói cả ngồi xem thôi đấy ngồi xem nó sấy thôi này cũng hay để gì bắt hút được kìa Đi kinh công này Rồi nhà win em ơi nhá đấy, nhá đấy, nhá Nhà đây nhà đây nhà đây Rồi win Anh ơi Bình tĩnh ngồi bình, 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 bình tĩnh ngồi à. Nội tại Lily, li, nội tại Lily li, anh em, nội tại Lily li. khi uh, chia một chúng hai người thì cào xe ra mẹ uổng chó luôn anh em. trận này thì xin phép anh em nhá. Tôi xin phép anh em FL Sunbeck, FL Sunbeck. Uh, FLXB, FLXB. Trận này thì xin phép anh em nhá, tôi sẽ phân tích ở đây. Tôi không phân tích ở đấy mà tôi sẽ phân tích ở trang của Xuân Bách. Đây anh em. quay qua Trận này là trận mà đây. Trước khi mà tôi vào cái phần phân tích này thì tôi lại hỏi lại anh em một lần nữa, anh em cho tôi một cái một cái một cái, một cái gọi là thăm dò nữa, cho tôi xin một cái bỏ phiếu nữa. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem một lần nhá Xong rồi các bạn sẽ vote nhá các bạn nhá Tôi sẽ cho các bạn xem một lần xong rồi các bạn sẽ vote nhá Xong rồi tôi sẽ cho các bạn xem Trên hai nhá, trên hai nhá cứ bên qua kìa à, ba, ba đường bằng, bằng nhau này Ba đường bằng nhau này Ê, quan đỏ trên top này, bánh 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 này. Đều đều Đánh bên tanh trước cái dưới này Đánh tanh trước á, đánh bên tanh trước á Đi yếu trước đi Đánh mất lông tì, đánh mất ulti tì Đánh con giòn nhá, Đi con Zon nhá tấn sau vào, Tấn sau gì mà mẹ mờ này ông bài ơi. Tao vào bot, tao vào bot. Tao sau ulti ấy, tao sau con con. Ai, chạy ra vào này, ulti sớm mày, ulti sớm đi. Ulti đi, ulti đi. Ulti ai? Ulti ai? Lấy trụ trước, à, lấy trụ trước, trước. Bắt giải, bắt giải, nó bắt giải rồi có máu em ơi Bảo do mất tốc biến đánh nha đánh luôn. do mất tốc biến, do mất tốc biến Đánh cần đánh cần đừng đánh nhà vô nha nhau, Còn giả nha, còn giả nha, còn nha Nhà win, nhà win, nhà win Ê, nhà kìa anh ơi Tao không đánh người. Đánh người. Đánh, đánh người đánh người đánh người, không phải đánh người Nhưng mà kinh công nó vào nhà anh Không sao, nó hết đánh lính rồi Cứ đánh người là thắng rồi mà Không, anh nhìn máu trụ đi, thật Đánh nhà của đấy win Đánh luôn anh. Bị bị con mũi mày đam à. Mà. Bị chia chia mũi đam đâu. Không sao không sao hết, không sao hết các Còn bạn ơi. Đánh người luôn Mình có bắt thắng rồi. Đi mình có bắt thắng. Có đánh nhãng được. Con con kinh công đầy máu anh. Rồi <laughs> giết hết nó, nó dễ dễ hơn an toàn hơn. Ok, đó các bạn đã được xem đầy đủ và cụ thể pha thi đấu này. Theo các bạn thì ai là người đúng, ai là người sai trong pha thi đấu này? Tôi hỏi luôn là ai đúng ai sai nhá, tôi không hỏi rằng là các bạn uh, có thể bỏ phiếu được không ạ? Các bạn có thể bỏ vote được không Tôi có ghim comment rồi đấy ạ. Nào Bách mất pro nên là tâm lý của Bách nặng nề quá thương em Bách Cũng một phần lỗi Barin Bách côn bảo đừng đánh rồi Ok sau khi Barin... ok, tôi thì tôi tôi đã tôi đã đăng lại cái pha này và nhận được hai luồng phản hồi khác nhau. khi mà tôi đăng cái pha này thì tôi đã nhận được hai luồng phản hồi khác nhá, nhau. Nhá. Đợi tí. ba, ba bằng nhau Quay đầu vào nhau này. Cái đoạn Ê, quay đầu chết tốt này. Đánh bên tanh trước rồi thế này. Đánh tanh trước á, đánh bên tanh trước á. Đi yếu trước đi. Đi ra một tí, ra một anh Còn một tí. Đi con giòn nhá, đi con giòn nhá. Tấn sau vào, tấn sau vào boss, tấn sau vào boss. Tấn sau tí hết, tấn sau con con. Ai chạy ra vào này, ulti sớm này, ulti sớm đi. Ulti đi, ulti đi. Ulti à, ulti à. Đấy trụ trước, đấy trụ trước. Bất giải, bất giải, nó bắt giải rồi. Máu máu em ơi. Giòn mất tốc biến luôn Giòn mất tốc biến, giòn mất tốc biến. Đánh cần, đánh cần. Ok, tôi sẽ dừng lại ở pha này nhá để các bạn có thể nhìn lại được thế trận. Ok, thì uh, khi mà tôi đăng cái uh, cái 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 đoạn này lên, tôi chỉ đăng khoảng một phút thôi tôi đăng cái đoạn này lên và hỏi anh em đấy là trong pha này thì ai là người đúng, ai là người sai? thì có hai luồng dư luận chính, tất nhiên còn có nhiều luồng dư luận khác một luồng dư luận thì ba đến đúng bởi vì ba đánh nhà và nhà cũng đã gần chết rồi chỉ vấn đề đó là quả rồi có đánh nhà hay không có và adc là người đã chỉ cần chỉ cần thêm adc đánh nhà thôi là đã win rồi chưa kể đến việc là xuân bách còn tốc biến đạt còi còn tốc biến rồi cây còn hồi máu thế thì lúc này nếu như mà trong trường hợp mà đánh nhà là win đó thì đấy là luồng thông tin thứ nhất đấy, luồng thông tin thứ hai thì đấy là luồng thông tin thứ hai lớn sẽ là bách đúng bách đúng bởi vì bách là người côn trước là đánh người sau đó thì team Flash mới tràn vào và nhẽ ra thì phải đi theo cùng một format Và vì quả này Bách Côn đánh người còn Barin đánh nhà Nên quả này là quả sai của cả team Đấy, Vì Bách đã Côn đánh người rồi và nếu như trường hợp này Barin đánh người thì sao Chúng ta lại phải lật ngược lại là chúng ta phải lật sang đó là Nếu như mà quả này Barin đánh người thì sao Nếu như Barin đánh người thì quả này chúng ta có thể thấy rất rõ là bên phía team Flash vẫn đang có lợi thế 5 đánh 5 nhưng mà Han đã mất đi hơn một nửa lượng máu và việc băng vào của Han là rất khó vì vậy nên việc sử dụng chiêu cuối của Madrid cũng là không không dễ. Trong khi đó thì uh, team Flash đang có thế đánh từ ngoài vào trong rất là đẹp. Lúc này thì team Flash có hồi máu của Pena, rồi team Flash có một cái thế mà kiểu tràn vào rất là đẹp. Chưa kể là con da này này, con da này, này sẽ thắng tân lính và vì vậy nên con da sẽ chạm dần vào trụ, vì vậy nên là đánh kể cả không thắng luôn thì vẫn sẽ có lợi thế trận đấu và vẫn sẽ có nhiều thứ để team Flat có thể hy vọng vào một chiến thắng ở ngay sau con xe ra tiếp theo hoặc là con rồng tiếp theo, có thể là chỉ cần ăn thêm con rồng nữa thôi là flash thắng rồi hoặc ít nhất là ba đường rồi. Đấy. Thế thì uh, theo quan điểm của cá nhân tôi nhá thì uh, thì uh, thì tôi có comment ở đây này, thật ra tôi có comment này. Tôi có comment ở đây là Barin đúng, Bách cũng đúng, mỗi tội hai ông đúng không giống nhau thật ra nha nếu như các bạn rơi vào trường hợp của Barin đấy con giả nhá con giả nhá con giả nhá đấy bách mẹ bách nó côn hai lần liền lấy trước, đấy trước, rồi lấy trụ trước lấy trụ trước giải nó giải nó giải rồi máu máu em ơi Ở do mất tốc biến nha do mất tốc biến do mất tốc biến đánh cần đánh cần, đừng đánh nhau nhá con giả nhá nha, con giả nhá con giả nhá nhà win nhà win nhà win thật ra theo quan điểm của Barin đấy thì nó không sai đâu anh em bởi vì nếu như các bạn chỉ biết nghe Xuân Bách thôi ấy thì tôi nghĩ là các bạn sẽ không phát triển được. Nếu như mà các bạn chỉ biết nghe mỗi bách thôi thì các bạn sẽ không phát triển được. Đấy, tuy nhiên đấy thì bởi vì là cái thế nó bày ra trước mắt của thằng Barin nó rất tốt, xe ra tràn vào rồi và lúc mà Barin nó bắt đầu đánh trụ ấy, con John nó chưa ra. Thế nên là thực sự thì nếu như mà trong trường hợp mà Barin nó cứ kiểu chỉ chăm chăm nghe tất cả những gì mà bách ấy, thì sẽ là sẽ là sẽ là thì nó sẽ rất là rất là khó phát triển Tuy nhiên ấy Thì Bách cũng thế anh em Bách quả này cũng không sai Bách chỉ sai một cái thôi Đấy là Bách đang chưa định hình thế trận tốt được bằng Barin Nhưng Bách cũng không sai Một trường hợp rất khó để giải quyết thật sự Một trường hợp rất khó để giải quyết Tôi thì tôi comment là Barin đúng Bách cũng đúng Nhưng mà với cá nhân tôi thì đây là một trường hợp rất khó để giải quyết Bởi vì là cái thế đánh này Khi mà Bách nó không nhìn thấy cái thế mà thằng Barin có ấy Tức là con mắt của Bách nó không giống con mắt mà Barin có. Không không thiên vị Bách một chút nào luôn. Bởi vì là cái con mắt của Bách nó không gắn vào vị trí của Barin mà nó đang gắn vào thằng Bách, nó đang gắn vào cái màn hình của thằng Bách. Thế nên là thằng Bách thì nó đang đánh ra một cái thế cover đứng ở dàn ngoài rất là đẹp và nó không muốn thằng nó không muốn thằng Barin phải mạo hiểm ở trong quả này. Nên nhớ rằng nếu như làm theo Bách thì ở đường dưới lính sẽ tràn vào và đánh theo kiểu cò cưa thì kiểu gì team flash cũng có lợi miễn là đánh theo kiểu cò cưa được thì tiểu kiểu gì team flash cũng có lợi các bạn có thể thấy rằng là trước đó thì barin chưa mất bổ trợ là team flash còn nguyên bổ trợ vg minh mất nguyên bổ trợ barin lúc đấy là chưa mất tốc biến đâu nha các bạn nhá thì flash còn nguyên bổ trợ à, bên phía vg mất nguyên bổ trợ có hai đường sẽ ra đang tràn vào đường dưới tiếp tục giao tranh được tiếp tên lính tiếp theo vẫn còn vào tên lính này đánh xong là sẽ có thêm một tên lính đường giữa tràn vào tên lính đường dưới sẽ đẩy vào và khi đó thì ít nhất là có ba đường thế nên là quả này để mà nói ra thì Barin và Vách đều không sai Nếu như có một người sai ở trong pha thiếu này thì đó có lẽ là Chiến Nhưng Chiến thì lại nghe Bách Ờ bây giờ thì nghe ra Thì hóa ra Chiến không đánh nhà Bởi vì Chiến nghe Bách Chiến nghe Bách Và quyết luận của Bách Thật ra tôi nghĩ rằng Bách cũng đồng cảm với tôi à, Bách cũng đồng quan điểm với tôi bởi vì Kết luận của Bách cũng là nếu hay đúng nào hay sai Phải thừa nhận ở giai đoạn Cải tổ đội hình khả năng kết hợp Của cả đội đưa lên Ở trong lượt đi là còn nhiều thiếu sót qua những tình huống như này với Vgaming chúng mình sẽ rút ra được nhiều bài học trong việc đồng lòng để có chung một suy nghĩ và phối hợp ăn ý hơn. Chứ Bách cũng đéo nói là Barin đúng, cũng đéo nói là mình đúng. Mình chỉ muốn cho các bạn thấy một góc nhìn tổng quan hơn về tình huống này, qua đó hiểu được các vấn đề mà team đang gặp phải, cần cố gắng và cần cải thiện. Bản thân mình luôn tiếp thu những ý kiến, Bách gần như thừa nhận rằng là mình nếu như mà nếu như mà mình đặt vào địa vị của Barin, Bách cũng sẽ làm giống như Barin đấy. Đúng không? Bách cái câu cuối cùng của bách, là, bản thân mình luôn tiếp thu những đóng góp và không ngừng suy nghĩ làm cách nào để trở nên tốt hơn. Ngay ở thời điểm này, bọn mình cũng vừa mới hoàn thành xong một buổi trên sau một giờ sáng. Phần lớn mọi người đã về quanh gia đình để nghỉ lễ. À, đó là sự quyết tâm của tập thể Tin Phát và các bạn người hâm mộ hãy đặt niềm tin vào chúng mình để chúng mình luôn có thành tích thi đấu tốt nhất. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Với cái dòng cuối cùng này gần như là gần như là bách cũng thừa nhận rằng là nếu như bách đặt vào góc nhìn của Barin thì bách sai. Nhưng thực sự là nếu như Barin nghe Bách hoặc là Bách đặt mình vào góc nhìn của Barin nhiều hơn được Thì là cả hai bên đều đúng Nhưng mà vì cả hai người đều mỗi người làm theo một ý nên lại cuối cùng cả hai người đều sai Và cuối cùng thì là một cái pha có thể nói là tương đối đáng tiếc của team Phát Mà biết đâu đấy nó có thể ảnh hưởng đến cục diện của cả trận đấu À của cả mùa giải Cái pha thi đấu này nhìn nó nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà biết đâu đấy nó còn có thể ảnh hưởng đến cả một mùa giải bởi vì là một điểm này có thể là hai điểm nhá bởi vì là có thể flash sẽ thắng bởi vì đây là trận một đều có thể là flash sẽ thắng ba hai ba một ba hai cũng có thể là flash sẽ thua với tỷ số là hai ba nhưng ít nhất là có thêm một điểm nữa thì một điểm này có thể sẽ quyết định tầm vé top bốn nhưng mà không đâu với vị thế mà tin phát đang có bây giờ thì có thể một điểm nó cũng có thể quyết định một tấm vé top 4 mà trong khi đó quả này thì quan trọng là sẽ có một thời điểm bách cũng phải nhìn nhận rằng là những thằng em của mình là nó cũng phải có cái chính kiến riêng và nó phải có khả năng xử lý riêng và khi đó ấy, thì đúng là khi đã đưa ra thông tin thì là ít thôi nhưng phải chất còn lại nếu như cảm thấy không chắc chắn thì đừng đưa ra thông tin để cho anh em xử lý bằng cái chính kiến của mình và làm thế nào để chính kiến của nhau nó gần với nhau lại hơn còn cố gắng để đưa ra cái thông tin khi nó chính xác nhất có thể bách cũng phải sửa và barin cũng phải sửa nếu mà theo như những gì mà bách nói thì ý tôi hiểu rằng là bách cũng phải sửa mà barin cũng phải sửa một khi team đã đồng lòng với nhau là đánh từ người xong rồi đánh với nhà thì phải đánh cùng một kiểu không cái này thì dứt khoát thôi các bạn bởi vì là sau này sẽ còn nhiều đội tuyển cũng phải gặp phải những cái trường hợp người đánh nhà người đánh người lắm chứ không phải là riêng cái trường hợp này của team phát đâu chẳng qua cái quả này quả này nó 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 hay và tức là cái quả này nó là ví dụ điển hình và cái thứ hai nữa quả này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến thế cục của bảng xếp hạng chứ còn thực ra là tôi nghĩ rằng là sẽ còn nhiều đội tuyển và sẽ còn team phát cũng sẽ còn nhiều quả là đánh người hay đánh nhà cũng chưa chắc chắn mà quả này thì coi như là một bài học lớn để cho team phát rút kinh nghiệm nhưng mà thực sự thì đúng là nếu như mà trong trường hợp anh em đã đồng lòng là không đánh nhà rồi thì thôi Barin thà nhìn thấy cơ hội mà bỏ qua. Nhưng mà thực sự tôi mà ở góc nhìn của Barin thì tôi cũng bắn nhà của đấy. Nếu mà tôi ở góc nhìn của Barin tôi cũng bắn nhà của đấy. Nhưng mà tôi khác Barin ở một điểm đấy là tôi sẽ côn lên. Tôi nghĩ rằng sẽ có một cái thời điểm mà Barin cũng sẽ phải mạnh mẽ hơn. Có có thể hy vọng hy vọng hy vọng hy vọng là hy vọng là sẽ có một thời điểm thì Barin phải mạnh mẽ hơn, phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, phải côn lên côn lên là nhà kia xe ra vào rồi nhà kia chỉ cần át được cái giọng của xuân bách những cái đoạn như thế thôi thì flash sẽ đánh nhà Đấy. nếu như quả vừa rồi mà át được cái giọng của xuân bách thì với việc adc sử dụng băng xương chính xác như này thì chắc chắn là win Đấy. tức là nếu như trong trường hợp mà Barin muốn đánh nhà thì phải có một cái côn ngược lại cho xuân bách là mẹ em đánh nhà kệ mẹ anh em đánh nhà nếu như ông đã có chính kiến riêng rồi ông phải côn người khác biết ừ. Đúng rồi, Barin nếu côn sẽ khác mà đấy Thì theo tôi thì là như vậy Bách côn trước nhưng Barin sẽ côn đẻ Không anh ơi, nhà Lính vào rồi Quả này đánh nhà là thắng Đánh nhà là thắng, đánh nhà là thắng Nói đúng hai câu rồi Thường thường các tuyển thủ vẫn hay kêu như thế mà đánh nhà là thắng, đánh nhà là thắng Là, là, là thằng Bách nó sẽ nhìn lại Ừ Ê, nhà kìa ừ. anh ơi ừ. Tao không đánh người. Đánh người còn tôi tin là sau cái quả này về thì bách cũng không trách barin mà barin thì chắc cũng sẽ không trách xuân bách mà thay vào đó thì hai anh em cùng rút kinh nghiệm đấy, theo tôi thì là như vậy theo tôi thì là như vậy pha đấy không đánh nhà là ngu như con chó ờ, xin thưa với mày mày á, cả cuộc đời mày đéo bao giờ làm được con chó thật sự nếu như pha đấy không đánh nhà mày mà mày nghĩ rằng là ngu như con chó thì quả cuộc đời mày đéo bao giờ bằng được một con chó bởi vì người ta vô địch thế giới hai lần rồi chó cũng có chó dít chó rát chứ chó như chó mày nó nếu bằng con chó chó người ta ít nhất là chó sói ấy. hoang dã bản năng chứ còn cái loại mày thì thực sự để mà nói luôn chỉ có mồm pro e át được xuân bách thôi không tôi thấy cái quan trọng nhất đấy là dần dần bách nó cũng sẽ nhường lại dần cái quyền côn cho cả cả team bởi vì thật ra ấy, cái quả vừa rồi ấy các bạn phải nhìn theo góc nhìn của thằng m ga các bạn hiểu không tôi sẽ ban luôn cái thằng christian mõm -Ga. này nhá ban luôn cấm chặt nó luôn thằng này sủa ra câu nào nghe ngu câu đấy là thôi ban nó luôn lại phải ban nó ừ bởi vì là cái quả này thật sự các bạn phải đứng dưới góc nhìn của bạn quả này quả này các bạn phải đứng dưới góc nhìn của thằng Xuân Bách ấy để các bạn nghĩ ấy thật sự các bạn phải đứng dưới góc nhìn của Xuân Bách và các bạn nghĩ ấy bởi vì khi mà các bạn thấy cái góc nhìn của Xuân Bách ấy thì cái góc nhìn của con M cái chiêu thức của nó ngắn đấy nên Bách nó đang chỉ tập trung đánh tầm gần nó không thể quan tâm thằng đi nó đang được như thế nào được Thế nên là thật sự cái quả vừa rồi cái việc bách côn đánh thời gian nếu như mà đánh không không đánh nhà của rồi rất là an toàn bởi vì sẽ lấy được đường lính thứ ba thứ ba này các bạn nhìn này đường lính thứ ba nó sẽ tràn vào sẽ lấy được đường lính thứ ba rất là ok thế này các bạn nhìn này tên lính này đi đến đây thì tên xe ra cũng vừa vào trụ thế là mẹ hai tên cùng đẩy vào một lúc đánh lúc đấy thì xe ra đã bắt đầu đánh vào rồi thì lúc đấy flash lúc nào cũng có ba đường ba đường ở thời điểm phút thiếu thứ 13 john cũng không đỡ nổi đâu các bạn khi mà đang có thêm cả ma kết hợp với lại cả ấy mà các bạn hình dung là bây giờ flash chỉ cần tổng phản công thêm một quả nữa khi mà John chưa có tốc biến thôi là xong mà các bạn. Có ba đường, không cần phải đợi xe ra. Chỉ cần mẹ ăn thêm con rồng này nữa càng tốt, ăn thêm con rồng này càng quý. Con rồng là hồi sinh lúc 12 13 13 26. 13 26 thì con rồng sẽ hồi sinh. Thì ăn thêm con rồng nữa mẹ mang mẹ mẹ ba đường lính siêu cấp lên đánh con John chưa có tốc biến thì đỡ kiểu mẹ gì anh em. Thế nên là phải nhìn vào đúng góc độ của sân bách để mà nói thì các bạn sẽ thấy. Ừ, người... có phải đánh người. Nhưng mà kinh công nó vào nhà anh Đấy, nhưng mà thằng Barin không sai Thằng Barin nó chỉ bị sai một điểm thôi đấy là nó còn non quá nên nó không dám côn ngược Nó côn ngược chậm quá anh em Đây này, cái lúc mà Barin côn ngược này anh em nhìn này Vào, tuần sau vào boss tấn sau vào Cái lúc tân mà Barin Linh... Cái à? lúc mà, này, cái lúc mà Barin côn ngược là mọi thứ nó đã rồi rồi Do mà tốc biến, do mà tốc biến Đánh cần, đánh cần, đừng đánh nhau Còn giả nha, còn giả nha, còn giả nha Nhà win, nhà win, nhà win Ê, nhà anh ơi không đánh người. Đã đánh người. côn phải đánh người. Nhưng mà đấy. kinh công nó vào nhà anh. Không sao nó hết lính rồi. Đấy, cái câu đánh nhà đánh nhà anh ơi, nó nó không thực sự, nó không thực sự ok em ơi. Đó. nó không nó không thực sự, nó không thực sự nó không thực sự đến kịp thời điểm. Đoạn sau cháu nghĩ không nên onin. Tôi đánh người là thắng rồi mà. Không anh nhìn máu trụ đi, thật đánh nhà của đấy win. Anh đoạn anh sau đúng, đúng không? Anh, anh Tôi em muốn xem đúng đoạn, đúng đoạn đúng sau không? đúng không? Đó. Đây đoạn sau đây. Để dưới để gọn thuận nhá. Ê, thằng AD mất tốc biến anh em ơi, phát này ờ, đánh là thằng đúng AD đúng, chết. Được 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 được. AD mất tốc biến chỗ tốc biến đâu? Thằng AD nhá. Mày đánh okay, lùi thôi, Barin đừng có sổ lên. Ừ, đánh lùi thôi, mày Quả đấy là combat đâu có thua đâu. Còn Còn đấy đấy bỏ đấy là... pha đấy đi, bỏ pha đấy bình đi, pha đấy đi. Ê, lên top này, lên top này, lên top này. Nghe này, phát này là ổn đi. Tao bảo mày để top không cần. Cứ xuống bot ở bot mid đây. Tao nghĩ ở cái nhà này vào ổn nó đánh là thắng à. Dạ. Bot bot là đây đúng không? Đây là đường bot của team Fast này đúng không? Đéo phải góc của team flat thì ngược lại góc của bên kia thế bốt ở góc này cơ mà ơ hey. flat bị nhầm à không bốt của flat à, bốt của xuân bách tính là đường rồng bốt của xuân bách tính là đường rồng sẽ ra chắc hai mươi giây mới có đường ra đường nhưng ra nhưng mà mình phải làm gì còn phải giòn đi, á nghe ừ, này ba giòn mất tốc biến rồi mất tốc, tốc biến rồi giờ là phải ổn đi vào nhanh thằng superman có thể nào à, qua này sau này sau này kiếm superman nếu như bài này đánh lại thêm một lần nữa đúng chất tướng như thế này và flat vẫn thuận lợi đầu trận như vậy thì chắc chắn là vgaming sẽ thua Thật ra thì tôi nghĩ rằng là VK mình sẽ không dại để đánh lại cái kèo này thêm một lần nữa đâu các bạn. Tôi nghĩ rằng VK mình sẽ không dại để đánh lại cái kèo đúng như thế này thêm một lần nữa đâu. Nếu như đánh lại đúng đội hình như này VK mình vẫn ở cửa dưới. Bởi vì là cái quả này ấy thật ra ấy, là flat lỗi. Ê, nó trong mảng trong mảng dừng Cho nên là nói là on in hay không on in ấy thì flat lỗi đã. Đấy. Đâm thẳng mít đâm thẳng mít, đâm, đâm, đâm thẳng Quả này on in là đúng. Quả này ôn in là đúng. Lý do ôn in đúng là bởi vì là con John đã mất tốc biến. Nên là chỉ có một cơ hội này thôi Không có một cơ hội nào khác cả à, xuống mà, xuống mà là thấy chưa? Làm gì còn cơ hội nào ngon hơn Nếu như để một lúc nữa thôi Con do sẽ có 5 món rưỡi À nó sẽ có 6 món đồ đánh Chỉ cần thêm một chút nữa thôi Thì là con do sẽ có 6 món đồ Và vì vậy nên là quả này phải ôn Để cho con do nó chưa đủ khỏe Tuy nhiên ấy, thì cái vấn đề xảy ra ấy, là Flash mất máu trước khi vào giao tranh là một này Và cái thứ hai quan trọng hơn ấy, Cái quan trọng hơn ấy, là đạt còi không vào được nếu như quả này đặt còi vào được ấy thì quả này đã thắng rồi, Bắn. thì Flash đã thắng rồi. quả này nếu như mà đặt còi vào được thì cafe không chết, các bạn hiểu không? John chết, cafe không chết, John chưa có giáp hộ mệnh. quả này John vừa không có tốc biến vừa chưa có giáp hộ mệnh. Cả zoom nhảy thẳng vào con John nhá. Đã... đây này, quả này nếu như đặt còi là người chủ động lấy con John làm đúng tâm không thể chạy được anh em. Chỉ khẳng định với các bạn luôn nếu như con John đặt còi lấy con John làm đúng tâm không bao giờ chạy được. lấy con Ion làm đúng tâm và ulti lùi về phía sau một tí đây này ví dụ như là con giòn ở đây đúng không tốc biến lên đây xong ulti lùi về phía sau con giòn một tí không thể chạy được anh em đạt ơi đạt ơi đạt ơi đây này anh em nhìn này cái tâm của đạt nó ở đây này cái tâm của đạt nó ở đây này còn nếu như tâm của đạt còn ở đây nhá không bao giờ chạy được kể cả chạy tiến hay chạy lùi không bao giờ chạy được bởi vì chạy tiến thì không bao giờ nó dám chạy tiến đấy mà chạy lùi thì không bao giờ chạy được nếu như chạy tiến nhá nó phải có tốc biến để nó tiến lên đây hoặc là nó tiến lên đây còn nếu như mà nó chạy lùi ấy, thì nó cũng không bao giờ chạy được

tôi 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 xem là pick đến tướng xong ấy tôi đã nghĩ rằng là bớt sẽ không đẩy được bởi vì hết máu mà đẩy đúng là như vậy thật anh em quan trọng nhất đấy uh, là uh, bớt bị một cái là cái trận này ấy, là bớt bị yếu thôi chứ còn thật sự superman đẩy gần như không ai ngăn được còn bớt bị mỗi cái là yếu thôi không không đó. tôi lại chiếu <laughs> này có giải chưa có, có giải chưa có, có giải không tí gì này qua đây đây uti thằng john đi uti uti đấy cái giải nó là tôi tôi biến nó đẩy được ra luôn, ra luôn. Chụ đế, chụ trước đi. Các anh nhá, bác giải đi. Sao luôn. Bớt đẩy được đúng một nhịp mà đấm chết luôn. ôi chết. Tôi 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 tôi. máu Hồi máu tiếp luôn. Hồi máu boss tiếp. Đi đi, đi đi. Đi hai, đi hai. Chụ trước, trước. Bớt phải, phải nó bớt phải rồi. Tôi lại ADC quả này cũng phí cái tay đại đao anh em nhỉ. Này anh em, đi bắt túc trước. phải, phải nó phải giá như quả này adc uh, dùng cái tay đại đao cho ấy được luôn thì ngon giá như quả này adc dùng được cái tay đại đao cho 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 hoàng td ngon luôn thì ngon tiếp à, nó adc bị hứng lại một nhịp nhưng mà nếu như mà adc quay trở lại mà không bị cuống mà mà dùng được một cái tay đại đao vào đây nữa thì ngon anh em ADC ADC mà ADC mà dùng được cái tay đại đao về phía này thì cũng ngon. Ê, ui, chém phát chúng ba thằng luôn. Chém phát chúng ba thằng luôn, có khi thằng bớt lơ giới có khi còn bị trúng nốt. Này. này thằng bớt này lơ giới có khi còn bị trúng luôn. Nếu mà ADC tiến tiến ra đây một tí là trúng nốt cả bớt luôn đấy. Còn này ADC bị sai nhiều quá. ADC của này nghe bách nhưng mà ADC bị sai nhiều á Rồi lại bao ơi, lên ơi. nào không? Ok, cần thấy rồi. ADC của này đánh theo. Cáp nào? cáp nào? cáp nào? cáp Cáp luôn, chặt luôn, đóng có đập nhà, đã không đánh người. đã hồi chiếu 1 đâu à nếu mà chưa hồi chiếu 1 thì dùng để chém ba người kia, Của đấy ba người kia đi về hết rồi đi xịt lại đi chém ngược lại. Mới không tiếc người, nhưng mà kinh công nó vào nhà anh. không sao nó hết lính rồi. cứ đánh người là thắng. không anh nhìn máu trụ đi thật đánh nhà của đấy win. giải thẳng vào con son nhá. ra okay. đó. cái vấn đề của ông Barin ấy là ông ấy biết đánh nhà win nhưng ông không côn theo team. ông ấy đánh một mình ông làm một mình. đấy vấn đề mỗi chỉ thế thôi. Okay, 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 okay. đã đơi đã ơi cho nên đến khi lên Mày, cam ấy thì ông Barin đúng, rồi, cả team đánh đánh sai. Đánh 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 nhưng mà đánh anh đánh em đánh nghe côn thì anh em sẽ thấy rằng là lại team có lý do. Đó ta một John Trụ ơi. Thế trụ lấy trụ Barin. Đánh cờn thôi, đánh cờn thôi. Đẹp rồi. Cắt 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 vô hai này, lấy vô hai này. Dị luôn, dị luôn. Dị luôn, dị luôn, dị luôn. nữa, dị luôn nữa. Dị luôn, dị luôn. Vị luôn, vị luôn. Quả kéo này của Quang Hải cũng cũng ảo. À, Đây đăng lên, đăng lên, đăng lên. Tới lên lính nhau Chạy thẳng đi, chạy thẳng đi. Tày được, chạy được, chạy được, chạy được, chạy được. Đúng rồi, quả đấy đấm nhà chỉ cần hai vây người vây đấm là nổ vây Chưa kể đến việc là cả Flash còn nguyên team để đấm nhà luôn Ủa thằng Manga ra hả? Nói chung làm gì cũng được miễn là Ở làm cho nghe, mình nghe. Nghe. Nghe, đứng rồi Đến chưa vô? Ở nhà nè Rồi hay Đây hey. Đâu Đâu cái chơi Chơi rồi À, con con vai ô ra mít anh ơi Anh có muốn đổi không hay là như bình thường Anh ổn đúng không Anh ổn đúng không đánh Fulendo sợ. Nó một cầu ấy chả? Ok. <laughs> anh ổn đúng không? Không, ý là anh ấy chứ em uh... sợ gì. Ý là anh em sợ gì? Bạn... Không, ta thấy thằng Barin này tính cách ok đấy mọi người. Không, thật sự. Tôi thấy tôi thấy thằng Barin này ok đấy. Chỉ có là nó cần phải tự tin hơn và nó cần phải mạnh dạn hơn thôi trong cái côn tim thôi còn lại tôi thấy thằng này ok đấy thằng này ok đấy. đôi khi cũng phải mở lòng mình ra hơn một tí nữa bởi vì là tôi nghĩ rằng là Barin là ngày xưa là chơi ranh nhiều nên là đâm ra là cái việc côn tim nó cũng chưa được kiểu quen lắm ấy chứ còn tôi thấy tính cách thằng này ok nhá độ tự tin có đấy, tính kiểu gọi là cũng 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 thoải mái luôn, ăn luôn. sau một trận thua mà hai anh em cãi nhau xong rồi ra hai anh em vẫn lo cho nhau như thế là thoải mái rồi luôn đứa đấy. qua đây qua đây qua, qua đây đá, 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 đá. đá, đánh người trước đánh ra đá này ra này ra này yếu yếu Quả này thật ra nói là bên phía của đội tuyển V Gaming Nói là bên phía của đội tuyển flash uh, thua thì đúng là chất tướng tôi nghĩ rằng là cũng không phải là hơn so với V Gaming nhưng mà thực sự quả mất xe ra này chắc là cũng ảnh hưởng đến ván 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 4. Nói chung là ngày hôm đấy Flat đánh đã tiến bộ lắm rồi, đánh với V Gaming như thế này là đánh đánh với V Gaming mà đánh được như thế này là tiến bộ lắm rồi. Ra 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 yếu rồi, yếu rồi Quả này nếu như cái pha ra, ra, ra. bắn pha bắn cuối cùng của thằng Joker đam của nó chuẩn hơn một tí nữa, nó còn có 1200 máu à. Chẳng qua là đam của Quang Hải vào sau đam của Barin còn nếu mà đam của Quang Hải vào trước dam của Barin thì Barin sẽ là người ăn xe ra. này ra này ra 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 ra. Ra này tôi nó bắn liền hai phát vào 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 con xe ra này, đây này. Thì cái phát bắn đầu tiên khiến cho con xe ra còn 1200 dam Nhưng mà nếu như mà Quang Hải là đứa được Chém cái quả đấy thì là con ra sẽ hết máu rồi là cái quả đấy sẽ kết thúc Còn nếu như mà Quang Hải bị hất tung và Quang Hải bị mất thêm một nhịp nữa Thì đây này, cái viên đạn này anh em nhìn này Cái viên bạn với con ra nó chỉ còn cách nhau tí nữa thôi Thì nếu như cái viên đạn này của Barin mà đến được Thì Barin cũng có ra Nhưng mà cái viên đạn này nó đến chậm hơn so với trình trị của Quang Hải Nói chung là cũng đen Ít nhất là về mặt thế trận thì Flash làm trận này Thế trận cũng đã là khá tốt Thế trận Flash làm thế là khá tốt rồi nếu như thì flash sẽ win nếu như mà trong trường hợp mà có một quả tranh cãi như thế này mà VGaming cũng như vậy thì tôi cũng sẽ nói như vậy thôi quan trọng ấy là cái vấn đề ấy là thằng flash đang là cái thằng bị như thế chứ còn nếu như VGaming là người bị như thế thì nó cũng sẽ tôi cũng sẽ nói như thế thôi ai, 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 may ai, ai, may chắc, hay không thì nó rồi. luôn luôn tồn tại các bạn nhá cái việc may hay không may nó luôn luôn tồn tại còn cái vấn đề là pha uh, này bớt gọi hải vào hang xe ra còn bảo thí mạng bớt cũng được không? À. Nhưng mà quả vừa rồi mà mất xe ra là thí mạng bớt mà mất xe ra đấy Cái việc may hay không may nó luôn luôn Nó luôn luôn tồn tại Và nên biết rằng là cái việc mà Mà đội tuyển nào may hay không ấy Thì nó có thể là hai chiều Có thể là đội tuyển này may, có thể là đội tuyển kia may trong Bốn cái tình, tình huống như thế ấy, các bạn kể cả các bạn có trình trị không bao giờ dễ dàng các bạn ăn được ra tôi nói thật cho nó tí đó, cho nó tí đó, đừng Còn. bảo với tôi là các bạn nếu như các bạn ở đây các bạn nào mà bạn đi rừng ấy đừng bảo với tôi là các bạn chưa bao giờ mất ra ở trong những cái pha trình trị tranh chấp ở trong hàng ra không có chuyện đấy đâu mất là chuyện bình thường may hay không đây nó định đấy nhá nó định vào đó nó hút nó hút là nó trở ra đó đó thì cái vấn đề quan trọng nhất là bây giờ Flash phải ổn định đã thì mới nói chuyện là vào top 4 hay không trận thua vừa rồi là trận thua cũng cay đấy tôi nghĩ rằng là nếu như Flash có thể rút cái trận thua đấy ra để lấy được ra những cái kinh nghiệm thì tốt còn nếu như mà trong trường hợp mà Flash không thể rút được kinh nghiệm từ cái trận thua vừa rồi thì cái trận thua vừa rồi là rất là cay một điểm rất là quý giá thậm chí là một hoặc là hai điểm rất là quý giá chưa kể lại còn cho đối phương một hoặc hai điểm nữa thế nên là cái trận thua vừa rồi cũng là một cái bài học rất là lớn của team Flash nếu mà rút được kinh nghiệm từ cái bài học vừa rồi đi đúng hướng Chứ tôi chỉ sợ là nó không đúng hướng thôi Thay vì việc Cái mà tôi sợ nhất nhá Cái mà tôi sợ nhất là sau cái bài học vừa rồi Flash lại đi theo cái hướng là Đây này Sau cái tình huống này này Sau cái tình huống này này Tôi chỉ sợ nhất là sau cái tình huống này Flash lại đi theo cái hướng là bây giờ anh Bách nói thì cả team nghe Còn mẹ anh em đéo tham gia vào con team nữa Còn bây giờ chỉ nghe anh Bách thôi thì là sai nhá Thì là sai Cái vấn đề quan trọng nhất thì bây giờ là thằng nào cũng phải có tiếng nói riêng Đấy còn cái thứ hai nữa là sau khi mà gọi tiếng nói riêng rồi thì thằng nào cũng phải có được cho mình cái tư duy tốt đấy thì là nó mới ổn đấy và sau đó thì bách nó sẽ nhường lại đất diễn dành cho những cái thằng mà nó ở những cái vị trí tốt hơn nó ở những cái vị trí côn hay hơn đấy để để nhường cho chúng nó để cho chúng nó tỏa sáng hơn ở cái việc côn tim ừ. còn lại thì nếu như mà trong trường hợp mà bây giờ cứ tìm mỗi người một 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 phát thì sẽ dễ thua thế nên là đây là một bài học lớn rất lớn